Trước khi kết thúc khóa học thì tôi sẽ giúp bạn điểm lại những vấn đề chính mà chúng ta vừa trải qua. Đầu tiên, bạn cần phải làm rõ định nghĩa về content marketing. Ở đây sẽ có hai lưu ý, đó chính là content marketing phải là một quá trình dài hạn và content marketing phải nói về việc xây dựng những nội dung có giá trị và phù hợp cũng như là nhất quán nhất cho người tiêu dùng. Thứ hai, chúng ta đã trải qua quy trình 3 giai đoạn của content marketing. Ở giai đoạn đầu tiên là giai đoạn tìm giá trị, bạn đã biết cách để tìm hiểu về sản phẩm, về dịch vụ và cũng như tìm hiểu về khách hàng mục tiêu. Đặc biệt, bạn đã biết cách phân khúc được nhóm đối tượng người tiêu dùng để tập trung xây dựng nội dung. Ở giai đoạn tạo giá trị thì bạn đã có phương pháp để chúng ta có thể đạt được mục tiêu, lựa chọn một concept cho thương hiệu và xác định được các dạng nội dung cũng như là các cái kênh truyền tải phù hợp. Cuối cùng thì ở giai đoạn truyền tải giá trị sẽ là giai đoạn thực thi và bạn sẽ phải lên kế hoạch nội dung, phân chia công việc, tiến hành viết bài, tạo hình ảnh và cuối cùng là đo lường lại hiệu quả của quá trình đó. Ba giai đoạn này thì cần phải được thực hiện một cách liên tục và lặp đi lặp lại trong quá trình bạn sử dụng content marketing. Đối tượng khách hàng của chúng ta cũng sẽ thay đổi những cái nhu cầu, những cái thói quen theo thời gian và việc của người quản lý nội dung là phải nắm bắt được xu hướng đó và đưa ra được những điều chỉnh phù hợp cho nội dung giúp doanh nghiệp đạt được các mục tiêu của mình. Vậy là bạn đã cùng tôi trải qua tất cả những nội dung cơ bản của khóa học content marketing này. Tuy nhiên đây mới chỉ là những điểm chạm ban đầu của bạn với content marketing. Rất mong là sau khóa học này thì bạn sẽ dành nhiều thời gian hơn để đào sâu vào những tư duy cũng như rèn luyện cho mình các cái kỹ năng cần thiết trong content marketing. Quan trọng nhất là bạn có thể ứng dụng được những cái kỹ năng, những tư duy này vào trong công việc của mình. Rất vui khi bạn đã đăng ký khóa học này và cùng tôi đi đến những nội dung cuối cùng. Hẹn gặp lại các bạn trong những khóa học tiếp theo của TNI Business School. Tôi là Tạ Ngọc Tiến.